gần 8 giờ đêm vẫn còn sùng như thường. Nghe mấy anh cứ nghe sùng là anh khói à, biết lầm nắm như cây cứ nghe sùng. Nghe nghiêng nghe nữa. Đó là từ 5 giờ sáng mà bây giờ là 8 giờ đêm vẫn chưa xong. Nói chung là nãy cái đống mùn cưa gần 5 tấn đến bây giờ là cũng sắp xong. Mùng thì bây giờ xong cái đống này thì vẫn tiến hành vào tiếp. Mùng thì vẫn thiếu. May lắm thì mới được đổ được xe. Trung bình mỗi tuần thì nấm có thể khai thác được 2 xe mùng như thế này. Đây, một xe mà làm được mấy tấn này, 5 tấn. Xe khá là lớn. Còn hầu như chỉ còn được một 60% thôi. Vì một xe đã làm như thế này rồi. Hiện tại thì đóng phôi xong là phải chất lên vàng như thế này. Khi chất lên vàng rồi thì tiến hành đẩy vào lò hấp. Đây. Vẫn đang hấp nha. Rồi, nó sẽ đi dạo một vòng ra đây xem. Đang lò hấp ra, đang cháy. Nhưng mà mới đốt lên thì cháy cũng còn khá là yếu. Xong cái đống mùn này thì có khả năng là tới 10 giờ xong ấy. Không tới, tới 9 giờ rưỡi ha. 9 rưỡi xong là phải chắc cái chiếc xe hàng đang đậu chờ đây. Chiếc xe hàng đang đậu. Đấy. Hạn thì quá trời, không thiếu. Nhưng mà cũng không đủ dao nha. Này là đang khoảng cỡ gần 20 thiên. Cỡ đó. Đây thì chưa hấp nè, đây đang chờ đợi. Tức là cái lò hấp đấy xong đêm nay là tiến hành là phải ra rồi đưa cái những cái chưa hấp đây vào luôn. Già trẻ bé trai thì dứt hết. Nhưng mà phải làm đủ tiêu chuẩn nha. Này phôi. Rồi, đây là buổi tối. Và đó là những công việc mà nó muốn chia sẻ với anh em. Đó là về cái cách đóng phôi. Coi về cái cách làm cổ cho anh em coi kỹ một tí xíu. Thì chính ra mà giỡn bịch đấy. Giỡn nhưng mà chưa đã. Giỡn tét biết luôn mà. Chưa tét. Chưa. Càng chắc càng tốt nha. Đang là bên nấm là làm cái bịch phôi khá là chắc. Rồi coi về cái cách làm cổ như thế nào. Canh hết cỡ ra nha. Ơi, được một xí rồi vợ ơi. Đó, làm cái lỗ là phải canh đều. Ồ, đẩy à. Đó, đẩy đang chờ lệnh vào lò hấp đêm nay. Rồi cho nó qua đây luôn nha. Coi đừng giỡn vô đít mấy bà già nữa. Đít còn sử dụng á, giải cho còn hạn sử dụng. Sợ là quá đắt sử dụng mất rồi. Thì đó là những công việc mà nó muốn chia sẻ với tất cả anh em. Dạo này hàng thì bây giờ làm để Tết. Bây giờ là tháng 9 âm lịch rồi. Tháng 8 âm lịch. Ủa này tháng 9 hay tháng 8? Tháng 9 âm lịch rồi. Mùng mấy rồi? Nay mùng 7 tháng 9 âm lịch thì đúng 3 tháng nữa là 2 tháng mấy nữa, gần 3 tháng là coi như là đóng những cái lô phôi này là để thu Tết. Tức là khoảng cả 29-30 Tết thu hoạch lưới thứ nhất. Nó sẽ đẹp và ok hơn. Hôm bữa qua anh á, hôm qua vì lý do là đi chặn hãng nên nó mới đổ. Nói nghe chặn hãng khói lắm.
là cái giò mà nó bị lỗi trục trặc kỹ thuật nên là phải đi chẳng hạn. Rồi anh em thấy cái công việc làm nấm nó khá là vui đúng không? Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi cái video này, và những cái chia sẻ của mình thì hy vọng nó sẽ giúp ích được cho anh em. Giờ này bà vẫn còn xung kéo được một tay đúng không? Cũng mạnh quá. Vàng ở bên kia đang trống khá là nhiều. Rồi, chúc cả nhà sức khỏe nha. Xem video thì nhớ like, đăng ký cũng như là chia sẻ giúp nấm.